Hello bạn ha, mình Thiện đây. Trong video này, Thiện chia sẻ cách làm giàu của tỷ phú các bạn nhé. Và Thiện cũng tiết lộ luôn công thức làm giàu để giúp các bạn chuyển từ một người nghèo sang người giàu các bạn nhé. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Thì nội dung của video này nó sẽ bao gồm 4 phần các bạn nhé. Thì phần đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu là thu nhập của người nghèo. Phần thứ hai là thu nhập của người giàu. Phần thứ ba là công thức làm giàu. Và phần cuối cùng đó là cách Thiện áp dụng công thức làm giàu này vào cái công việc kinh doanh của Thiện các bạn nhé. Ok, chúng ta đi tìm hiểu phần đầu tiên. Đó là thu nhập của người nghèo. Thì cho Thiện hỏi á, là các bạn có biết được cách tính thu nhập của người nghèo không ạ? Một công thức chung các bạn. Nếu như các bạn biết thì các bạn hãy bấm dừng video này và hãy lấy giấy viết ra, ghi công thức đó ra. Rồi sau đó hãy bấm play video này tiếp tục để đối chiếu kết quả các bạn nha. Được không ạ? Ok, thì sẽ tiết lộ cái công thức tính thu nhập của người nghèo nó sẽ bằng đó là giá trị nhân cho thời gian các bạn nha. Cái thu nhập của người nghèo nó sẽ phụ thuộc vào hai biến này các bạn. Đó là biến giá trị và biến thời gian. Được các bạn? Thì biến đầu tiên là biến giá trị, thì biến giá trị này chính là cái số tiền bạn kiếm được trên một giờ các bạn nha. Rồi biến thời gian thì đây là cái số giờ bạn làm việc trong một ngày các bạn nha. Được không ạ? Thì cái biến giá trị này nó sẽ phụ thuộc vào trình độ văn hóa các bạn nha. Thì nếu như bạn là một người tốt nghiệp đại học thì chắc chắn rằng cái số tiền bạn kiếm được nó sẽ cao hơn một người là chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông các bạn nha. Và Thiện cũng cung cấp thêm cho bạn một thông tin, đó là lương cơ bản vùng 1 hiện nay là 4.420.000 đồng trên một tháng các bạn nha. Vào thời điểm là Thiện đang quay video này là tháng 8 năm 2021 các bạn nha. Và vùng 1 là vùng mà hưởng mức lương cao nhất các bạn nha. Được không ạ? Vùng 1 này sẽ áp dụng cho một số tỉnh thành phố như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay là Bình Dương các bạn nha. Thì lương cơ bản theo vùng các bạn sẽ lên Google để tìm kiếm các bạn nha. Được không ạ? Nhưng mà điều Thiện muốn nói ở đây đó là khi mà các bạn muốn nhận được cái mức lương là 4.420.000 đồng trên một tháng này thì các bạn cần phải làm việc 26 ngày trên một tháng, và một ngày các bạn phải làm đủ 8 giờ các bạn nha, thì các bạn mới nhận được mức lương này các bạn nha. Thì với mức lương này á thì hiện nay cái biến giá trị các bạn sẽ bằng bao nhiêu? Được không ạ? Thì biến giá trị các bạn sẽ bằng mức lương cơ bản vùng 1 chia cho 26, tức là 26 ngày công, và nhân cho 8, tức là 8 giờ làm việc trên một ngày, thì lúc này sẽ bằng cái số tiền mà bạn kiếm được trên một giờ là 21.250 đồng trên giờ. Được không ạ? Và thời gian đây bắt buộc các bạn phải làm đủ 26 ngày trên một tháng các bạn nha, thì các bạn mới hưởng được mức lương này. Được không các bạn? Và khi mà bạn làm việc cho một công ty nào đó thì chắc chắn ngoài lương cơ bản ra các bạn còn được hưởng trợ cấp hay là phụ cấp các bạn nha. Thì lúc này tổng thu nhập của các bạn trên một tháng sẽ rơi vào con số là 6 hay là 7 triệu đồng gì đó. Được không ạ? Tùy vào công ty. Và với cái mức thu nhập 6-7 triệu đó bạn chưa hài lòng, bạn muốn tăng cái thu nhập đó lên thì bằng cách nào ạ? Thì chỉ có 3 cách thôi các bạn. Cách thứ nhất đó là bạn tăng cái biến giá trị lên, có nghĩa là bạn cần phải đi học nhiều hơn, lấy bằng cấp nhiều hơn. Được không ạ? Cách thứ hai là bạn phải tăng thời gian làm việc hơn, có nghĩa là bạn phải tăng ca. Thay vì làm 8 tiếng thì bạn phải làm 12 tiếng, làm 16 tiếng. Còn cách thứ ba là bạn phải làm thêm một công việc khác nữa, có nghĩa là bạn làm 2 công việc, 3 công việc cùng một lúc. Được không các bạn? Thì lúc này thu nhập của bạn mới tăng lên được. Mới tăng lên được các bạn nha. Và cách tính thu nhập này bạn thường thấy ở đối tượng nào ạ? Đó chính là những đối tượng làm công ăn lương đấy các bạn. Đối tượng công nhân đó các bạn thấy không ạ? Hay là đối tượng là những anh phụ hộ đó các bạn, làm công ăn lương, nhận lương theo tháng, lương theo tuần đấy các bạn. Rất là cực khổ các bạn nha. Và Thiện cũng từng là một người làm công ăn lương như vậy. Được không ạ? Thiện muốn tăng thu nhập lên, Thiện phải tăng thời gian làm lên. Có nghĩa là thay vì làm 8 tiếng thì phải làm 12 tiếng, làm 16 tiếng, thậm chí làm luôn chủ nhật, không có thời gian nghỉ cho mình, chỉ biết đâm đầu vào công việc thôi, chỉ biết làm và làm, nhưng mà thu nhập thì nó tăng lên cũng chẳng đáng bao nhiêu. Và Thiện thấy rằng là mình sinh ra như một con người nhưng lại đi làm như một cỗ máy các bạn, và đó không phải là phương pháp thông minh để chúng ta thoát khỏi cảnh từ một người nghèo sang người giàu các bạn nha. Ok mà, thì đây là phần đầu tiên, phần thứ nhất đó là thu nhập của người nghèo. Sau đây chúng ta sẽ đi đến phần thu nhập của người giàu các bạn nha. Thì Thiện cũng hỏi các bạn y như câu hỏi của phần 1, đó là các bạn có biết cách tính thu nhập của người giàu không ạ? Nếu biết thì hãy bấm dừng video và hãy ghi ra giấy, sau đó bấm play video để đối chiếu các bạn nha. Được không ạ? Thì Thiện cũng tiết lộ luôn, đó là cách tính thu nhập của người giàu, đó là sẽ bằng giá trị nhân cho thời gian nhân cho quy mô các bạn nha. Nếu không có quy mô hay nói khác là quy mô bằng 1 thì đây chính là công thức tính thu nhập của người nghèo. Được không ạ? Còn nếu như cái quy mô ở đây lớn hơn 1 thì là công thức tính thu nhập của người giàu các bạn nha. Rồi, thì Thiện sẽ lấy cái ví dụ thực tế đây. Nếu như mà cái thu nhập của người A này có giá trị là 100.000 đồng trên một giờ, và anh này anh làm việc trong 8 giờ trên một ngày, và cái quy mô bằng 1, thì lúc này cái thu nhập của anh là 800.000 trên một ngày các bạn nha. 800.000 trên một ngày. Được không ạ? Thì đây là cái thu nhập của người nghèo, không phải thu nhập của người giàu các bạn nha, vì quy mô bằng 1 thôi. Được không ạ? Rồi cũng là người A này, nhưng mà quy mô nó tăng lên gấp 10 lần. Lúc này cái quy mô bằng 10, thì lúc này thu nhập của anh là 8 triệu trên một ngày các bạn nha.
lúc này ảnh là thu nhập của người giàu. Và nếu như cái quy mô lại tăng lên nữa, có nghĩa là bằng 100, thì lúc này thu nhập của anh A này là 80 triệu trên một ngày. Thì lúc này là cách tính này vẫn là cách tính thu nhập của người giàu bạn nha. Nhìn vô đây á, trong cách tính thu nhập của người nghèo á, nó bằng giá trị nhân cho thời gian và nhân cho quy mô bằng 1. Thì tại sao quy mô bằng 1 các bạn? Tại vì bạn đang làm việc cho một ông chủ mà thôi, được không ạ? Và ông chủ đó là người trả lương duy nhất cho bạn, cho nên lúc này quy mô chỉ bằng 1. Còn nếu như bạn là một người kinh doanh, bạn là một chủ doanh nghiệp, được không ạ? Dù doanh nghiệp nó là một doanh nghiệp nhỏ thôi, nhưng mà cái quy mô này bạn sẽ tăng lên. Vì sao ạ? Vì lúc này sẽ có rất là nhiều người trả tiền cho bạn, và đó là khách hàng của bạn các bạn nha. Thì lúc này quy mô của nó sẽ lớn 1, được không ạ? Thì đây là cái công thức tính thu nhập của người giàu các bạn nha. Thì để chứng minh cho công thức này á, thì sẽ lấy ví dụ thực tế sau các bạn nha, được không ạ? Đó là thu nhập của người giàu bằng giá trị nhân thời gian nhân quy mô. Thì ở trong hình này bạn có biết hai nhân vật này không ạ? Thì thiệt tin là cái nhân vật này ai cũng biết nè, chính là ông Donald Trump phải không ạ? Ông này là cựu tổng thống Mỹ, còn ông này thì chắc người biết người không. Ông này là triệu phú đô la Robert Kiyosaki các bạn nha. Ông này là cha đẻ quyển sách là Rich Dad Poor Dad các bạn nha, dịch cái tiếng Việt là cha giàu cha nghèo, được không ạ? Thì ông Robert Kiyosaki này á, là ông là một trong những người áp dụng công thức này rất là thành công các bạn nha. Thì tại sao thì nói như vậy? Tại vì quyển sách Rich Dad Poor Dad này nó có rất là nhiều bản các bạn nha, nhưng mà mỗi bản như vậy ông bán là hơn mấy chục triệu quyển trên thế giới, được không ạ? Là một trong những đầu sách bán chạy nhất trên thế giới. Và một quyển ông bán như vậy á, là ông lợi nhuận mang về là 1 đô la các bạn nha. Và ông bán 1 triệu quyển thì ông sẽ mang về là 1 triệu đô la. Ông bán hàng chục triệu quyển thì lợi nhuận mang về là hàng chục triệu la. Bạn thấy không ạ? Bạn thấy ở đây tính quy mô kinh khủng không ạ? Đấy, đây là cái ví dụ thực tế để giúp các bạn dễ hiểu nhất các bạn nhé. Rồi thì qua đây thì sẽ chốt lại công thức làm giàu đây là gì? Đó là công thức làm giàu sẽ bằng giá trị nhân cho thời gian nhân cho quy mô các bạn nha. Nếu như các bạn không có tính quy mô, các bạn chỉ là giá trị nhân thời gian, thì mãi mãi các bạn chỉ là một người làm công ăn lương các bạn nha. Cho nên các bạn hãy mở rộng quy mô của mình lên các bạn nha. Các bạn hãy phục vụ nhiều hơn người hơn. Các bạn hãy khiến nhiều người trả tiền cho mình hơn các bạn nha. Được không ạ? Thì cách mở rộng quy mô như thế nào? Thì bắt buộc các bạn phải khởi nghiệp các bạn. Các bạn phải có một cái cơ sở kinh doanh gì đó nhỏ nhỏ, được không ạ? Thì nếu như các bạn hiện tại đang là một công nhân may, thì các bạn hãy cố gắng mở rộng quy mô của mình bằng cách là sau 1 năm nữa bạn sẽ có xưởng may, được không ạ? Thì lúc này bạn có xưởng may và bạn sẽ phục vụ rất là nhiều người, phục vụ rất là nhiều khách hàng, thì lúc đó quy mô của bạn sẽ tăng lên rất là nhiều. Còn nếu như bạn chỉ là một công nhân may thì bạn mãi mãi vẫn là người làm công ăn lương, bạn chỉ là phục vụ cho ông chủ của mình và ông chủ chỉ trả lương cho mình thôi, được không ạ? Hãy cố gắng học hỏi tích lũy những cái kiến thức trong cái ngành của các bạn, và hãy tích lũy vốn lại, và đến một thời điểm nào đó thì bạn hãy chuyển sang làm chủ của bạn nha. Thì nếu như bạn chưa biết cách làm thế nào để mà khởi nghiệp thành công á, thì đã làm video hướng dẫn các bạn rồi. Thì các bạn hãy vào youtube.com, youtube.com này các bạn, sau đó các bạn gõ tìm kiếm với từ khóa là bí quyết khởi nghiệp thành công, cộng với tên kênh của Thiện là Lâm Thanh Thiện luôn nha, Lâm Thanh Thiện, enter các đây. Thì Thiện đã làm cái video này hướng dẫn các bạn rất là chi tiết các bạn nha, cách mà Thiện đã chuyển từ làm công sang làm chủ như thế nào, được không ạ? Bạn xem video này thì bạn sẽ biết cách thôi, được không các bạn? Rồi thì quay lại video chúng ta, thì đây là công thức làm giàu các bạn nha. Các bạn hãy nhớ kỹ nha. Công thức làm giàu sẽ bằng giá trị nhân thời gian nhân cho quy mô, được không ạ? Thì Thiện đã áp dụng công thức làm giàu là như thế nào? Thì trước đó, thì trước khi mà Thiện biết cái công thức này thì cũng là một người làm công ăn lương đó các bạn, được không ạ? Cũng làm công ăn lương cho những công ty khác. Nhưng mà sau khi biết công thức này rồi á, thì Thiện muốn mở rộng quy mô mình lên. Đó, thì sau khi mà Thiện đã tích lũy vốn nè, tích lũy kiến thức đủ rồi, thì Thiện đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn web đi ghi các bạn nha. Và công ty này chuyên về 3 lĩnh vực chính, đó là thiết kế website nè, dịch vụ marketing online nè, và đào tạo digital marketing. Bạn thấy không ạ? Và lúc này cái quy mô của Thiện nhân lên rộng lên rất là nhiều lần các bạn nha. Tất cả những khách hàng thiết kế website nè, những khách hàng cần dịch vụ marketing online nè, những khách hàng cần học những khóa học digital marketing nè, thì đều trả tiền cho Thiện các bạn nha. Cho nên lúc này thu nhập của Thiện đã tăng lên rất là nhiều, được không các bạn? Thiện muốn mở rộng quy mô hơn nữa, thì lúc này Thiện lại tuyển thêm chi nhánh trên cả nước, thay vì trụ sở chính của Thiện là ở thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Và Thiện mở rộng chi nhánh lên Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai hay tất cả thành trên toàn quốc, thì Thiện lại tuyển chi nhánh để mà mở rộng cái thương hiệu cũng như là quy mô của mình, phải không các bạn? Và khi mà đã tuyển chi nhánh đầy đủ rồi thì cũng cảm thấy là chưa có hài lòng nữa, thì muốn mở rộng quy mô nhiều hơn nữa, thì lúc này Thiện lấn sang sang một số lĩnh vực khác, đó là lĩnh vực bất động sản hay là lĩnh vực thời trang các bạn nha. Đấy, các bạn thấy không ạ? Thì đó là cách mà Thiện đã áp dụng cái công thức làm giàu này các bạn nha, được không ạ? Thì đây là những chia sẻ rất thật lòng Thiện đã chia sẻ cho bạn các bạn nha. Hy vọng là với cái video này sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều, sẽ giúp các bạn thoát khỏi cảnh làm công ăn lương, chuyển từ một người nghèo sang người giàu.
Thì nếu như bạn thấy video này hay á, bạn hãy like, share, ủng hộ Thiện nha. Và có bất cứ điều gì không hiểu trong video, hãy để lại bình luận bên dưới video các bạn nhé. Và đừng quên đăng ký kênh Lâm Thanh Thiện để xem được các video mới nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.